bắt được con vịt là của người đó luôn á. À, có phiếu mới được bắt con vịt á. À, có cầm phiếu trên tay mới được xuống tham gia trò chơi bắt vịt đó quý vị. Rồi, ngày nào xuống bắt vịt có phiếu mới được bắt các cô chú anh chị. Thank you.
ơi, trò chơi bắt vịt quá quá hấp dẫn quý vị ơi. Rồi 30 người nam vừa bắt vịt xong thì tiếp tục 30 người nữ tiếp tục có phiếu thì xuống bắt vịt. À, nếu như người nào bắt được con vịt thì là của mình luôn á cô chú chị. Lấy trong dây văng ngang luôn. À, tiếp tục 30 người nữ nha. À, mời quý vị xem tiếp tục video của Nhân Tân Châu. Rồi tiếp tục 30 người nữ có phiếu được xuống bắt vịt cô chú chị. À, nếu như bắt được con vịt là con vịt người nào bắt được con vịt là của người đó luôn á nha. Hồi nãy thì 30 anh nam đã phần thi xong thì tiếp tục đến 30 cô nữ. Đây là ban tổ chức chuẩn bị thả vịt ra đó quý vị. Mong mình chỉ bắt được 3 con vịt nha quý vị. Quyết tâm là thắng em lại. Tại em người phụ nữ quá mạnh mà. Bao nhiêu con?
mình chỉ bắt được 3 con vịt đó quý vị. Ban tổ chức đang sinh hoạt đi xích vô trong bờ. Ban tổ chức thả vịt tới quý vị. Chị bắt được một con vịt đang giành giật nha quý vị. Rồi kết quả chị áo đỏ bao chiến sùm thắng một con vịt. Rồi tiếp tục trò chơi bắt vịt nữa quý vị. Có một cái phiếu thì bắt được con vịt là hưởng luôn. Một lần bắt như là 30 nam và 30 nữ. 3 người nam và 3 người nữ quý vị. Yeah.
chìm dưới không, tôi nghĩ không có chìm đó. Sáng mai nó phạch lên nè. Ba đồ cái che không té nhãn được 100 ngàn. Của ban tổ chức, nói chung là phần thưởng của ban tổ chức là 100 ngàn một đợt đi. Ha. Không còn anh đi coi. Rồi ưu tiên cho một người nữ đi. Phải được hả? Đi thử phải không? Đi thử phải không? Ừ, thử nè, một cái gặp nè. Hết đúng rồi Thái ơi. Rồi ưu tiên cho một người nữ chốt. Rồi một người nữ bước xuống đi. Ai đi? Nữ đâu? Nữ nào đăng ký đâu? Ra tới đầu cái tre không té nhận được một phần thưởng của ban tổ chức là trị giá 100 ngàn đồng. Rồi em áo xanh đi ra vậy phải không? Phải không? Chuẩn bị bắt đầu. Rồi cố lên nè. Rồi tên nè. Chị mời. Trời em lệnh trong tay. Chị mời. Đi. Chừng nào có hiệu lệnh trong tay phá cờ thấy đây ba người không thằng ơi hai một người nam. Cái chị nam áo trắng á thì đi không? Chị áo trắng đứng ngay đứng sao ngoài đây. Cái chị áo trắng nè. Cái chị nam áo trắng á. Rồi đây đây. Cẩn thận nha. Rồi rồi xin mời chị nam áo trắng. Các anh là hết cảm xúc cẩn thận nè, chị sùi này lùi lại đây, lùi lại giùm tôi đây. Lùi lại. Khán giả ơi cho cái chị nam áo trắng đó một tràng hỗ trợ. Thôi chị nữ đi. Chị nam áo trắng. Một tràng hỗ trợ cho chị nữ đây nè. Mấy anh nam hết sức cẩn thận nha. Sợ chiến huy của mình. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy đi. Thưa, chậm đi. Rồi, một người nam, bốn lượt. Nhảy đi, nhảy đi. Nhận một phần quà của ban tổ chức. Cái chị áo trắng đội cái nón tơ mèo đó. Tránh cái đường đi, không ai dẹp cái đường đi đó giùm thầy đây, phan ở trong đây nữa. Sao mấy anh chen láng hoài vậy, mấy anh bung ra coi. Tránh khỏi cái cầu đi, mấy anh nam tránh khỏi cái cầu đi. Nè nè mấy anh nam ngồi dưới cái cầu kìa. Không, cho ra coi. Để xin chúc mừng những khách đầu tiên đã nhận được quà của ban tổ chức chúng tôi đã hoàn thành. Rồi, nhảy xong xong. Tiếp tục, một người nam. Rồi, nhảy đi, nhảy, 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 nhảy. Cái chân là phải ra cái đọt kia các anh chị. Một người nữ đi, một người nữ. Rồi tham mới bộ tiếp đi. Đi không xong nữa tha hoài. Rồi khỏi đi,
khỏi cho ta cái đọt luôn. 2 mét là cho ao. Mấy em nhỏ ơi, mấy em nhỏ, trên sân ơi. Đẩy cái trời lên nào. Đây ơi. Bỏ người nữ. Nhảy đi. Nhảy. Nhảy đi, nhảy đi. Chưa. Từ từ đi, cho dẫn viên nữ lên đi, rớt cái nón luôn. Rồi đây. Không có cho dẫn Hùng ơi, giảm cái khu dẫn nó đi. Nhảy, bắt đầu nhảy, nhảy. Rồi tiếp tục. Cái chạy này đi rồi, cái chạy này đi rồi. Đi rồi, không có đi nữa. Đây. Nhảy, nhảy. Tiếp tục. Ngày nay ông Xuyên này ông đi cầu hay dữ lắm nè. Bắt đầu rồi. Rồi, ông đi cầu hay lắm nè. Nhảy, nhảy. Một nam một nữ Hùng ơi. Ai không được, đi dở lại. Anh muốn nhỏ lắm kìa. Anh muốn nhỏ cho anh đi gì. Nhỏ này tôi không biết nhỏ gì nữa nè. Quá quơ rồi. Nhảy đấy, nhảy, 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 nhảy. Chưa tới cái đó, chưa tới. Chưa, cái này không, cái này anh chưa hoàn thành đấy, chưa hoàn thành. Thiệu cái đó cho mọi anh đi ra cái đó nghe. Đó. Cho nữ đi Hùng ơi. Ông đó thiếu rượu, thiếu rượu quá chạy cắt chọn tung rồi. Mấy anh ơi khu vực ở đó tránh cho coi. Chúc mừng người thứ hai, Phan Hồng Anh Nhân đi Hồng ơi. Chúc mừng người thứ hai đã nhận được phần quà của ban tổ chức. Chúc mừng người thứ ba đã nhận được phần quà của ban tổ chức. Hồng ơi, tha mấy bò. Hết rồi bà. Phát nước lên. Hết rồi bò, mấy ông chỉ bị 10 triệu đi. Bây giờ yêu cầu mấy anh chị mà mấy anh mà đứng ngay cái đầu cầu đó, mấy anh rời khỏi đầu cầu đó tôi đi, tôi mới cho tiếp tục cho chơi. Mà anh buông ngay chỗ đó rồi làm sao mà chơi. À, quý khán giả hãy cho dàn bên kia chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn cho cái trò chơi chúng ta sôi động nữa nè. Gái đi mấy người. Chúc mừng người đó thôi. Sắp lớn lên đi Trục Tài ơi. Đó, đó. Gân, không, gân. Rồi, gân đi, gân đi, gân đi, gân đi. Bây giờ khu vực nó dẹp hết cho tôi đây. Giải tán khu vực đó đi. Giải tán khu vực đó cho tôi đây. Hùng đứng ở đó giải tán khu vực đó luôn đi. Rồi, hết mở bò cho sình luôn. Được rồi hả? Không được rồi đâu. Giờ mấy em nhỏ này đi lên đó mọi ơi. Tình còn khó hơn bỏ bò nữa.
Thì chơi chặt Martin luôn đi. Chặt Martin ra ngoài luôn đi. Thôi được rồi, anh Tư. Chữa chút đi. Anh Tư chậm chút xíu anh ơi. Rồi một người nữa. Cổ lên nè, cổ lên nè. Cổ lên, ừ. Múa, múa đi, nhảy. Múa, nhảy. Múa, cổ, mày nhảy. Anh nhảy nhạc Lambada luôn rồi. Rồi, cho một mà em bé trai đó nữa thì chúng ta kết thúc trò chơi. Rồi, kết thúc trò chơi. Hey, kính thưa cô chú anh chị, ngày hội mùa đối đội huyện Châu Phú là thứ nhất năm 2023. Vậy đôi xuồng trung cấp Tiền Hải An Giang Bảo An Giang đến đây là kết thúc. Nó đỡ thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tất cả du khách đã đến tham quan các gian hàng ẩm thực của ban tổ chức chúng tôi và tham gia các hoạt động trò chơi cùng là thưởng thức những ăn món ăn ngon của vùng nước nổi vùng đất láng lên của ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa theo ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả vị và chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.